Xin chào tất cả quý cô bác anh chị và tất cả mọi người quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mê Linh. Xin chúc tất cả các bác có một buổi xem video vui vẻ và gặp thật nhiều điều may mắn. Hiện tại nhà Lử đang có mặt ở trên khu vực Hấu Chua. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, nhà Lử tiếp tục quay trở lại Hấu Chua đây các bác. Như ngày hôm trước thì các bác cũng biết rằng là gia đình nhà em Pà cũng như là nhà bác Chứ cũng là nhận được một cái tin vui, đó là được chú Hoàng Thiện ủng hộ cho mỗi hộ gia đình, đó chính là 60 triệu đồng. Ngày hôm nay thì gia đình nhà của em Pà, vợ chồng Pà Kình á, thì Kình cũng đã đi làm thuê về rồi. Và hôm nay thì gia đình cũng đã bắt đầu tiến hành là khoan đá để sau mấy hôm nữa sẽ là làm nhà ở khu vực ở phía ở dưới các hộ gia đình chỗ nhà anh Xà, anh Xúa các bác ạ. Đó, còn cái khu vực ở phía nhà bên trên kia thì như hôm trước thì em Pà cũng nói rằng là ở đằng sau á thì làm mộ, cũng như là có cái cây nó rất là lớn, sợ khi nào mà mưa to gió lớn thì sợ nó đổ các bác. Nên là gia đình cũng quyết định là chuyển xuống cái này để ở cùng với lại ba anh em, đó là anh Xà, anh Xúa và anh Vừ, cùng với lại ông bà ở dưới này thì chung ở dưới này luôn các bác. Hôm nay trong sáng hôm nay thì gia đình cũng đã bắt đầu tiến hành đó là khoan đá đây. Thì hôm nay Lử cũng lên đây để ghi hình cái tiến độ làm việc của hộ gia đình chỗ nhà em Pà đây cho các bác biết đến. Đó, hiện giờ thì mọi người vẫn đang khoan đá bên này nhá các bác. Đó, bên chỗ bên này thì có một cái mỏm đá cực kỳ là to đây, không biết là gia đình có phá đi hay không hay là vẫn để đây. Tại vì là bà con ở trên này rất là hay kiêng kỵ về những cái tảng đá như này. Tại vì là đá này là không biết là có từ mấy trăm năm rồi.
Ừ, xin chào Kinh nhá. Chào mọi người nhá. Hôm nay là mấy giờ làm rồi đây? Hôm nay 7 giờ. 7 giờ làm rồi á? Dạ. Kinh là về từ hôm nào? Về từ tuần trước kia thứ bảy không? Hôm thứ bảy, hôm mà nghe tin là được làm nhà vẫn là về luôn à? Đúng rồi, nghe tin là con Linh nó báo một tin vui cho mình thì mình nghe rất là vui. Rất là vui xong là về luôn. Xong về luôn. À. Đó. Thế sáng nay nhưng mà bây giờ là đang chưa biết là hình dung là cái móng nhà của mình làm từ bên này sang à hay là bắt đầu từ đây? Từ bắt đầu từ cái chân cột đá này đi sang bên kia á? Thế phá sang bên này à? Thế đã đo chưa? Đã đo thử chưa? Đo. Được bao nhiêu mét? Khoảng từ đây đi đến 13 mét. Bao nhiêu? 13 mét à? Ở từ bên này sang bên kia là 13 mét. Đến chỗ cây ổi không? Có. Chỗ tổ tù chi cắt thôi à? À. Thế bây giờ phải phá hết những cái tảng đá này xung quanh lên đây. Ờ, thế còn cái mặt trước này sao? Mặt trước là sẽ kè là kè từ đâu lên? Cái tả đây à? Cái tảng đây à? Ra đến cái chỗ cái bên này à? Cho tí nhiều. À. Bây giờ phải kè lên đúng không? À. Thế hôm nay là kia là bố vợ à? Bố vợ à? À. Bố vợ trẻ đấy. Xin chào bác nhá. Thôi cứ cố gắng làm nhá. Ừ. Cứ bây giờ cứ phá hết đi đã, xong là mấy hôm nữa là lại đo một lần cho nó được chuẩn nhất. Bây giờ thì hiện tại thì vẫn đang còn những cái phía tảng đá bên này thì vẫn chưa thể hoàn đo một cách nó chính xác được các bác. Sáng nay thì Kình cũng đã đo được rồi, còn bây giờ thì cứ phá hết xong sang bên này hết đã các bác. Đây, hôm nay thì em lử 5 con là cũng xuống giúp đây. Nứt rồi đấy nhở? Nó hào hả? Khó. Khiếp đấy. Cẩn thận nha, trôi xuống đây nhá. Đá này có vẻ cứng nhở? Nó vỡ không vỡ nhiều ấy. Bên kia là em bà là đang lăn đá xuống cái khu vực ở dưới dốc cái này. Thì sau khi mà nghe tin là được là chú Quang Thiện hỗ trợ làm nhà thì Kình đã phải cấp tốc về nhà luôn các bác, tại vì là vui quá. Đấy, chỗ nhà của Kình vào em Pà sau này đó, thì nó là ngay cái chỗ khu vực đằng trước nhà của anh Sà và nhà của chị Mai đây, nhà các hộ gia đình ở đây các bác, ngay chỗ này luôn. Đó, phía bên này thì có một cái địa thế cũng khá là đẹp, khi mà bên kia cũng chính là cái bên đỉnh đèo Mã Pì Lèng đó. Hầu như là trên hấu chua đây, nhà nào khi mà làm xong, nhà nào làm xong đều có một cái địa hình đó cực kỳ là đẹp. Ui đừng đứng ở đây Lưu. Đá nó lăn xuống đây đấy. Nó nứt rồi. Sáng nay thì mọi người cũng ra làm sớm rồi các bác. Hôm nay mấy anh em đi đâu hết rồi, không xuống giúp à? Mấy anh trai ấy, anh Sa, anh Vư ấy. À, hôm nay bận à? Cái tảng to này có phá đi, có phá được không? Đá này không phá được đúng không? Không phải không dùng hết được mà là không phá được ấy. Hết được. Dưới này không phải là đất của mình à? Thế đất của nhà Kình là đến đâu vậy? Cái chỗ mà cây kia đây hả? Cái ống nước này hả? Sáng nay hai vợ chồng A Lử là đi cắt cỏ ở đâu? Cắt để chim mèo vào á? À. Đi cắt xá đi. Không có. Ở trên này hết cỏ rồi à? À. Thấy không? Đã.
Cái chú là tên là gì? Hả? À, chú tên là gì? Chá. Chú Chá à? À, là bố vợ, à, bố của em bà. À, chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 48. 48 tuổi á? À, chú đẻ được bao nhiêu người con? Bố con. Bố con à? Em bà là đứa lớn à? À, lên chức ông ngoại rồi. Ba gái một trai. Ba gái một trai à? À, thế là em bé, à, cô em vừa rồi là con trai à? Con trai út à? Ba gái chứa là trai sau. À đúng rồi, vâng. Thường thường là người Mông là hay muốn có con trai. Con trai thường thường là đều là con út các bác. Đấy, có con gái với lại con rể được làm nhà này có vui không? Vừa giống xe có vui không? Có. Có. Giống chứ. Cái này bao nhiêu cái nem đá đây rồi? 5 lỗ à? Chỗ này bắt đầu rung thì nhanh lửa nhá. Rung chuyển đấy. Thế là trưa nay nấu cơm ở đâu ăn đây? Nhà chị Mai à? Ừ. Hôm nay cũng mang một ít thức ăn ra để tí nữa nấu cơm ăn đây luôn. Vậy em bà đang bày đá bên này. Ở chỗ này trồng hết ngô rồi à? Trồng hết rồi à? Nhưng mà này là nơi nhà kinh đúng không? À. Thôi có mới một tí nữa không, không sao đúng không? Được làm nhà thì vui rồi. Năm sau làm lại. Đổ ra. Ui, các bác nhìn. Chuẩn bị đổ. Sắp đổ ra đấy các bạn. Để ý vào nhá, đổ bố phát là phải chạy luôn đấy. Nứt chưa? Vừa hết rồi. Vừa hết à? Một thời gian nữa thì các bác sẽ được nhìn thấy thêm một căn nhà mới được mọc lên ở trên khu vực hố chua. Đó. Thế là cái khu vực ở chỗ gần với anh em sinh nhân là sẽ có 6 căn nhà. Đó là có những cái mái tôn màu xanh. Đó. Cực kỳ là đẹp. Khi mà các bác nhìn từ bên phía bên đỉnh đèo Mắt Pì Lèng từ bên kia sang thì các bác sẽ nhìn thấy, nhìn phát là sẽ biết ngay là đây chính là hố chua rồi. Sổi vỡ rồi.
Đặc biệt là khu vực đá đây thì nó cứng hơn đá ở bên bà con Hà Đề nhá các bác. Vì đá đây nó toàn vỡ theo từng vụn vụn như này thôi. Cẩn thận nhá. Cứ đổ đi, cứ đổ đi. Cứ cho xuống đi. Câu xem là nó đã nứt hết rồi. Khi mà đủ đá thì gia đình sẽ bắt đầu là kè móng từ dưới này lên các bác ạ. Kè từ cái khu vực cái chỗ bậc ở dưới nương đây lên. Đục đấy luôn à? Không được đâu. Nó còn khung lung lay mà. Nó bị vỡ làm đôi rồi mà, nhưng mà nó không ấy được, nó đang bị kẹp ở kia. 5 ngoái khi mà bởi anh em siêu nhân nó làm đường đó các bác, ở cái khu vực ở dưới chỗ kia nó có một cái tảng đá nó to hơn cả cái khu vực đá đây. Bà con cũng phải đã khoan quá là kỳ công các bác. Trong cái thời gian đó thì ở trong cũng vào cái thời điểm mà bà con đang giáp hạt như này đó, thì cũng lửa cũng chưa lên quay để cho các bác xem. Đá này là đá trắng nhỉ? Hay đá xanh? Đá xanh. Cái này đá xanh đúng không? Xanh đỏ. Đá xanh thì nó cứng á. Đá này không cũng như kiểu đá nhà lửa ấy, cùng một loại đá. Đúng rồi. Còn ở bên Há Đề kia là nó khác. Cái đá cái đập một lỗ là nó vỡ hẳn 3 lần 4 luôn. Không cần máy khoan. Đúng rồi. Mình chỉ cần lấy cái nem đá mình đục vào cái chỗ khe kia là nó đã vỡ rồi. Vỡ rồi à? Sáng nay là Kình đi đổ xăng nhỉ? À hôm qua đi mua rồi à? Má Lực cẩn thận nhá. Thank you.
Uso. Cái chỗ đấy có chưa đập được à? Quân hùng hậu ra đây để giúp đỡ như vợ chồng nhà em Tà Kình nhé các bác. Đấy, trước khi mà hai vợ chồng này trước thường hay đi giúp đỡ trên nhà của các anh em sinh nhật cũng như nhà của bác Sò bác anh Súa đó. Bà mà đi rất nhiều rồi. Cái hôm bữa thì mẹ vợ sẽ kéo đến đây thì trả công cũng như giúp đỡ gia đình nhà em. Đấy, khi mà biết về gia đình nhà em được làm cả chắc chắn là bà con rất là vui mừng khi mà hai vợ chồng của em cũng đã được chú bác hỗ trợ làm nhà.
À mà mình sẽ nghiền bột đá trên này hay là mua bột đá? Nghiền thôi đúng không? Đập này để nghiền, nghiền trước đúng không? Ờ. Đấy, nghiền thì nó đỡ hơn một chút các bác, tại vì là để mà làm một cái nhà trên này thì nó tốn khá là nhiều bột đá. Xong là còn chi phí mà vận chuyển lên trên này nữa. Đói chưa? Đói thì cầm à. Nga khó nè, có ít tùm nga khó nè, lúc bữa thì không gai được một ua đi. Ừ, không gai được một ua đi. Cầm hộ anh cái thịt ba chỉ với lại củ cải ở chỗ xe, cầm vào trong nhà để làm đi. Đấy, làm cái chỗ đấy xong tí nó về ăn. Đấy, cho ăn một ít thịt để tí nó chiều còn có sức. Sáng nay mọi người chưa ăn sáng đúng không? Nó xài gì to? Hả em bà? Ăn gì hả? Mà con ăn sáng sớm không các bác? 5:30 mọi người ăn rồi. 6:00 ăn rồi. Ui, ủn nứt luôn đấy. Ui dồi. Dụng rồi. Máy là mượn của ai về đấy? Hôm qua mới mua á? Kình mới mua à? Đi mua ở đâu? Mua Bảo Lâm à? Đấy. Bây giờ mua máy trước để về sang Bảo Lâm nha các bác. Nhưng hôm nọ thì cũng mua máy cho nhà của các anh em ở bên Hóa Rì ấy. Thì cũng vẫn phải đi mua ở bên Bảo Lâm vậy. Tại vì khu bên đó thì nó chi phí nó sẽ rẻ hơn. Mèo vào bán đắt hơn đúng không? Vào nó bắt đất hơn. Ờ. Thôi mà chịu ấy. Ờ. Vào nó không chính xác. Không dám đập à? Mua bao nhiêu mụn đêm nay? 6 bộ à? À lử hôm qua đi cùng Kinh à? Hay Kinh chịu đi? Một mình nhá. Chị ngâm mấy chưa? Ô à? Ô lấy gì thế? Ờ, anh chào đấy. Tối nay nó chỉ cho à, chỉ cho cháu đâu, chỉ cho cháu. Ờ, không cần phải rửa đâu. Tại vì làm sạch rồi mà, trước khi mà sơ chế thì đã rửa sạch hết rồi các bác.
mua hậu kì sao? Hậu kì à? Ừ, hậu kì mà chị ở lúc kia mua hậu sao? Ừ, hậu chị còn chờ à? Anh cho mình giờ cần đỡ tả rồi. Mình cũng hỏi rằng là cũng bảo chị rằng là không cần phải thái đâu, cho vào nồi và luộc luôn. Và các cháu đã đi học rồi. Đây là căn nhà của chị Mai các bác. Nhớ chị Hậu kỳ hóa đem vào rồi cho à... Cho đi chữ tao mà. Ừ. Cho vào luộc luôn. Hiện tại thì trên kênh Thảo Mới Linh cũng đang bán, bày bán những sản phẩm chỉ cho các bếp mà đang bạc hà, tam thất, củ cải khô nha các bác. Có cả thêm cả chấm chéo. Các bác nào mà muốn đặt hàng thì có thể liên hệ vào số 0387761631 nha các bác. Thì các bác sẽ được gửi những món quà, những đồ rất là ngon ở trên vùng cao. Chị bắt đầu đang đun nước để luộc. Nó nỉ xuất, nó là ua gì chứ? Ua gì nhớ, nhà lá phanh nó nhỉ? Lá phanh gì dưới lọ? Ờ, phanh kia rau nế dưới lọ mà nhớ. Đúng rồi rằng là nhà còn tí nó sẽ ăn cái gì nhé. Thì chị còn đang chuẩn bị để là nấu bún cũng như là cũng chỉ ăn cơm với lại rau chua này các bác. Hôm nay thì Lữ cũng mang thêm một ít củ cải khô cũng như là một ít thịt ba chỉ các bếp lên để tí nữa chỗ nhà của em Pà là sẽ ăn cơm tại gia đình ở nhà chị Mai đây các bác ạ. Tại vì là nhà của em Pà ở tít khu vực phía bên trên nên là để mà di chuyển lên trên kia thì ăn điểm nó sẽ rất là xa. Tại vì khu vực đây đều là anh em cả nên là ăn ở đâu cũng được các bác. Và hiện giờ mọi người vẫn đang phá đá dưới kia nhé các bác. Bây giờ Lực sẽ tiếp tục đi quay cho bác xem. Đấy, vừa vỡ được một tảng to xuống này các bác. Cái gì bay vào mắt? Nhà còn không còn khẩu trang à? Có còn khẩu trang không? Không có gì à? Thế thì để chiều lên nó mang bịch khẩu trang lên nhá. Đèn nóng quá, đeo khẩu trang không thở được. Đeo khẩu trang không thở được. Không, nhưng mà phải đeo. Không đeo hít bụi vào tuổi đấy, chết sớm ấy. Nó bụi lắm. Ôi dồi, ôi dồi. Ôi là được một cái nhà thì nó khoảng mấy chục cân luôn đấy. Ừ. Vỡ nứt đôi ra đây rồi các bác. Mà đang bị kẹp ở phía dưới. Thành nha. Bên này thì nếu như mà phá hết được à? Đá từ chỗ này với lại cái khu bên này thì đá nó thoải mái các bác. Gia đình sẽ nghiền bột đá cũng như là kè móng luôn.
đất chui vào trong à? Ủa, cẩn thận vào nhá. Đá hay là đất đấy? Đá. Đá. Để ý vào nhá, cẩn thận vào. Còn là cái mỏm này. Cố lên. Con này đổ xuống luôn. À lử giúp vào tay luôn. Lấy đá vào kèm chèn vào. Đồng sức. Ơi. Này một phát nữa. Ít tẻ chưa? Này cái tuổi tuổi này chạy cả. Như đẻ lửa. Đúng rồi. Mệt nhưng mà vẫn vui các bạn. À được, bây giờ có nhiều kinh nghiệm rồi. Giật nhá. Được đấy. Đấy phải như A Lử nói được làm được luôn. Ủa cái đấy sắp ra rồi. Nó tách ra đôi ra rồi. Nó đang sắp bẻ lỗ. Thôi,
tao mà chăn nhiệt thôi. Nhỏ gà bố không. Bố nghỉ để khoan á. Sau gian đã có túi gian. Chị Mai là đang xào củ cải nha các bác. A lử thái thịt đi A lử. Mỡ người nó không cháy được. Miếng này nhiều nạt đấy. Đúng rồi. Thơm lắm. Thơm. Ừ. Thì ăn động vị thì không cần phải rửa đâu. Còn đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Canh ngon lắm. Canh ngon mà. Sau này hai vợ chồng nhà Kình về đây ở cùng nữa thì cũng vui nhỉ. Càng đông ở đây thì đông vui. Thế là ở đây là có 6 hộ gia đình là đều được hỗ trợ làm nhà hết. Nhà như nhau hết. Miếng này mỡ này ngon này. Các bác nào mà muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp vào số 0976613609 nhé. Thịt treo góc bếp. Nhưng mà cả đó mua là cả đó thế nên rồi. Cũng sớm tối ạ. Sáng nay hai vợ chồng cắt được bao nhiêu bó củi? Hai bó. Có bó ấy, hai bó à? Thế đủ ăn cả ngày rồi nhỉ? Đủ ăn cả sáng mai nhỉ? Sáng mai nữa. Vì phải giúp nhà Kinh làm nhà. Đúng rồi. Hái về cho nó nhiều tí. Nhiều nhiều. Không chỉ là có chỗ hỏi cho tôi không đi. Nó tiểu tài. Mới sợ. Chiếu ngon lắm. Nó lửa hình như là bị nghiện cái món này sao nhỉ? Đúng rồi. Món này chấm rau cũng ngon. Chấm rau cũng kiểu cắt kiểu cắt thứ. Cắt lấy rau, lấy cái nước mà lấy luộc thịt luôn. Các bác nói mà muốn đặt hàng có thể liên hệ trực tiếp 0387761631 các bác. Đó. Mà các nhận hàng thì các bác sẽ nhìn thấy một cái hình ảnh chính là hình đại diện của kênh Thảo Mê Linh cũng như là có cả mã QR đấy các bác. Xin chào chị Dính ạ. Anh Sà đi đâu rồi? Anh Sà đi Thanh Minh à? Đi Thanh Minh à? À. Đấy, ngồi đây ăn cơm đã. Đấy, ăn cơm đã, ăn thịt đã. Ăn thịt xong về. Ăn mấy chỗ ngay rồi mày đấy. Nổ hả? Đấy. Củ cải. Hồi nãy thì chị Mai ngâm hơi nhiều. Không sao, để ngâm để chiều ăn luôn. Đây là một nửa gói. Không cho đầy hết luôn. Hả? Con đâu hả? Ừ. Ăn xong á. Ừ, ăn xong lấy tiếp cũng được. Rồi, vào ăn cơm đi. Chị Dính vào ăn cơm, chị Dính. Nó mổ à? Hả? Nó biết rồi. Nó mà. Vào đây ăn cơm đó chị Dính. Hả? Vào ăn cơm ra, vào đây ngồi. Vào đây. Lo. Nó
Vợ á lử ngồi cùng luôn. Nó là rõ mà. Nó nó rõ mà. Đấy, để cho em bé được ăn đi. Vậy trẻ con nó biết ăn tự ăn nổi các bác. Đấy. À, người Mông là nhà chủ nhà là phải ngồi thẳng giữa bàn thờ đúng không? À. Ăn cơm đi. Ôi mời cả nhà ăn cơm nhá. Nó phải sẵn nó không? Ừ. Mời tất cả các bác ăn bữa cơm cùng gia đình của nhà em Pà. Ngày hôm nay ăn cơm tại nhà của chị Mai thôi. Vì hai vợ chồng là nhà cũ là đang ở trên khu vực của nhà bác Sò đó. Nên mượn tạm nhà của chị Mai để nấu cơm ăn ở đây. Mời tất cả mọi người nhá. Ôi ăn cơm nha Lửa nhá. Ừ, ăn nha bác nhá. Tại ngay thôi. Ăn cơm xong là chiều nay mình vẫn làm tiếp à? Thế ngày mai vẫn làm tiếp không? Thế mình cứ làm đi nhá. Mai chắc là anh Sà anh vừa là cũng rảnh rồi đúng không? Có giúp kiểu gì mấy anh em ai sẽ giúp? Anh Sà, anh Súa và chị Mai thì hiện giờ thì đang đi làm thuê rồi, cũng không xuống giúp được hai vợ chồng của nhà em Pà. Nó chắc là không khóc nhá, ăn cơm đi. Đấy, chị Mai bế nó lên. Chị dính vào ngồi ăn cơm luôn. Nó mổ à? Nó mổ à? Vòng rượu à? Hôm qua đi đâu mà rượu? ăn đi, ăn đi. Thức phim trong số nhà của em Pà trong ngày hôm nay thì cũng đến là kết thúc rồi. Các bác thấy video hay ý nghĩa, tiếp tục đăng ký kênh để đón chờ những video mới nhất. Hôm nay thì vợ chồng em Pà bắt đầu là tiến hành là buổi đầu tiên khởi công để phá đá để làm nhà các bác ạ. Hiện giờ thì khu vực phía bên dưới này thì mọi người cũng đã làm, hiện tại thì trời bắt đầu nắng rồi. Mọi người ăn cơm xong cứ nghỉ một thời gian nữa, một lúc thì sẽ tiếp tục là tiến hành tiếp tục công việc là khoan đá và đập đá. Và thức phim đến đây là kết thúc rồi. Các bác hãy đón chờ những video mới nhất ở trên kênh Thảo với Linh nhá. Đó. Cơm đi. Mà giờ tôi cái số này muốn